Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đa. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình iRoad chia sẻ phun giải thưởng là 88.800 đô. Ở trong chương trình iRoad hôm nay thì chúng ta sẽ làm một số cái nhiệm vụ đơn giản ở trên Bài Lan để chúng ta có cơ hội nhận được giải thưởng này. Thì chia iRoad này rất đơn giản thôi, nó sẽ có 3 cái nhiệm vụ ở trong đây. Đối với anh em dùng điện thoại thì mình cũng đã thử tìm cách tham gia chia iRoad này, nhưng mà có vẻ như là cũng không tìm được cái banner đấy. Nếu mà tìm được banner thì các bạn hoàn toàn thể cái số như anh em máy tính, thì nếu anh em từ điện thoại thì các bạn có thể dùng diện web để tham gia với chia iRoad này. Còn đối với anh em nào dùng máy tính thì các bạn đi theo link của mình nhé, sẽ dẫn link cho anh em để anh em tiện có thể tham gia chương trình này. Chương trình này chúng ta thấy là ba nhiệm vụ ở đây, nó sẽ là nhiệm vụ tuyển tép sẽ được một lượt quay, chơi 50 đô USDT sẽ được một lượt quay, và chơi vaccine trên tất cả cặp thôi thì sẽ nhận được một lượt quay. Mình sẽ làm một cái nhiệm vụ đầu tiên là làm nhiệm vụ sport trước, làm và đủ chít. Sport thì mình xin lưu ý với anh em này, hiện nay ở trên Binance thì có cặp bit là đang có lấy phí. Nhưng mà như là cái hôm nay là mình xem lại xem nào. Hôm nay là cặp BNB à, nó yêu cầu là cặp BNB đúng không ạ? Tất cả các cặp sport, ok, chúng ta lôi cặp nào cũng được. Đấy thì các bạn nếu mà chúng ta mà muốn free phí thì các bạn có thể giao dịch ở cặp Bit nhé. Bit hiện nay ở bên Binance, cặp Bit hình như Bit và ETH thì phải. Thì đang miễn phí phí giao dịch, anh em có thể sử dụng cái cặp này. Đây. Chúng ta sẽ chơi đạt vô là 50 đô. Bây giờ mình sẽ tiến hành giao dịch nhé. Mình vừa rồi mình đã nạp tiền vào rồi. Thì trên cặp Bit này hiện nay đang miễn phí phí rồi, nên anh em cũng không lo lắm về cái vấn đề là phí giao dịch nữa. Mình sẽ sử dụng lệnh Market. Ok, đó thì bây giờ mình có thể back lại với cái giao diện quay số, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một lượt quay. Đấy, mình đã được hoàn thành một lượt rồi nhé, đã có phần company rồi. Đấy, hiện lên một lượt quay này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lượt quay số tiếp theo. Các bạn thì chơi 100 đô volume margin. Sau tất cả cái cặp giao dịch margin chúng ta ấn vào digit thì nó sẽ dẫn chúng ta đến với các cái cặp giao dịch margin. Margin thì chúng ta sẽ có cái cross 3x và isolate 10x. Mình xem là nó có tính cái isolate không, hay là nó chỉ tính close thôi, sẽ tính cả cái isolate đấy. Thế thì chúng ta sẽ cứ mở đóng lệnh thôi đúng không em? Isolate này đều yêu cầu phải transfer. Đây mình sẽ transfer USDT mark này, confirm này. Rồi mình sẽ thử này. Mình muốn lệnh isolate tầm khoảng 19 USDT rồi nhỉ. Isolate 10x rồi đúng không em? Rồi đánh lệnh 13 đi. Build là anh em đánh nhỏ thôi, đừng đánh to quá người cháy đấy. Tôi chỉ đánh khoảng cỡ 10% số vốn thôi. Rồi lại sell luôn này.
Lúc này đây thì chúng ta có thể ấn vào Enter. Chúng ta có thể chuyển cái lượng lượng BNB ra. Bạn chờ một chút nhé. Mình vay nhỉ, mình sẽ vay vay thêm một lượng này. Vay độ 100 đi. Margin Shell. Confirm. Rồi. Sau khi vay xong thì mình có thể ấn vào Close này. Machine đâu cũng đánh quên hết rồi anh em. Luôn đóng vị trí nhé. Risk Confirm. Đây nó có repay là trả hàng. Ok, mình có vẻ mình đóng rồi. Thử phát nữa xem nào. Lần này là build đi. Machine build. Đi bài thêm tí nữa nhé. Confirm này. Này, bài luôn. Mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để dễ thao tác nhé. Cái Maxine đâu rồi mình cũng chơi được, nó quên hết rồi. Đây đây có cái phần giao diện trả lỡ này, mình sẽ tiến hành mình trả lại cái số tiền này. Rồi. Trả luôn với cái giá 6 đây. Rồi ok, trả nợ xong rồi. Đấy, tức là chúng ta sẽ có cái phần vay nợ và phần trả nợ anh em nhé. Chúng ta vay nợ, sau đó chúng ta sang đây chúng ta trả nợ. Sau đó chúng ta có thể chuyển cái khoản vay này ra tài khoản bên ngoài. Để mình xem là cái lệnh của mình nó hoàn thành chưa. Nó đã tính, nó đã được đến vốn chưa.
Ok, hoàn thành được cả hai nhiệm vụ rồi anh em nhé. Nhìn chung là nó cũng không hết nhiều phí đâu, hai cái lệnh này là đơn giản. Còn cái nhiệm vụ tuyển rep thì khả năng cao là chúng ta còn cái này thì anh em phải tuyển được rep thôi, cái này thì cũng hơi khó cho anh em. Đấy, kể cả mình bây giờ tuyển rep hai lần rất là khó, vì là anh em thường là có tài khoản hết rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay số nhé. Ui, có người trúng 500 đô rồi. À, cái này chỉ là voucher margin thôi. Ở đây nó sẽ có phần thưởng 1.000 đô, 500 đô thử lại. Quay xem nào. Một lệnh này. Đừng vào thank you nhé. Ồ, ngon, thơm thơm. Được 0,5 đô đấy anh em ạ. Rồi tiếp tục đánh nữa này. Nó sẽ ở trong cái phần couple đó. Ta trong phần reward center sẽ cái voucher chúng ta nằm ở đấy nhé. Chưa? Đây, tớ redeem luôn. Ok. Họ back lại cái giao diện này, tiếp tục quay số tiếp này. Anh em đợt này có vẻ rất là hứng thú với những cái kèo quay số trên MyLearn anh em ạ. Tôi thấy rất nhiều anh em hứng thú. Ôi, cái phát này thank you rồi. Thiệt quá. Đấy, đây là toàn bộ nội dung của chương trình iRope để chúng ta quay số chia sẻ quân bài thưởng là 88.800 đô. Phần thưởng bây giờ còn rất là nhiều và anh em tranh thủ quay khi mà pool còn đang có anh em nhé. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.